Nhớ ghê không? Ba. Ok ba. Ba nó trả lại cái nó kêu liền không? Ba. Chào. Đi theo ba mày đi. Đi theo thằng chào 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 mày đi. Con lủng thôi. Do giờ có mũi rồi đó. Nãy nó đập hai ba con rồi đó. Nó đòi theo đó chứ, nó đòi đi ra ngoài này đó, đi theo anh đó chứ. Cây mới chết rồi coi, để chết hết vậy. Nó đòi đi theo thằng cha nó đó chứ. Nhìn theo múc chỉ luôn kêu mà không ai dòm tôi hết trơn vậy ta. Đấy, người ta dòm theo múc chỉ luôn mà kêu không ai dòm hết trơn vậy ta. Mất cái con buồn ngủ quá trời luôn á, phải không hả? Dạ. Trời ơi. Vậy đó hả? Hả? Trời ơi, kêu vậy hả? Kêu ba ba vậy đó hả? À, đi đi, dạo phố đi. Ai vợ thì một mình bả mà ăn hết cái bịch này cũng hơi sợ à. Emily. Ngon không con? Ngon. Bé cụp cụp ơi. Bé cụp cụp ơi. Ai? Anh Vĩ hả? Ăn bún với thịt kho. Thịt kho tàu á.
trời, bà vớt cả tô luôn. Ừ. Cắn cây gãy không?